Xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả bài thơ tặng Nguyễn Phương Hằng, người phụ nữ chính nghĩa đi tìm công lý, qua giọng đọc của nghệ sĩ Phạm Tuyền. Xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Đại Nam có Nguyễn Phương Hằng, cất công dẹp loạn trừ gián diệt tả, má hồng giữa chốn quần thoa, đi đòi công lý mới là chính nhân. Làng Băm mạo nhận y thần, tên Yên họ Võ, giả nhân nghĩa tử, mở miệng hai chữ Nam Mô, lừa dân gạt của, giết người vô tâm. Phương Hằng cũng đã có lật, phát tâm từ thiện, tin lầm ác nhân. Vô gian đạo, đạo vô gian, ta bà ngộ tình, cõi trần u mê, quyết đem tội ác sân si ra trước công chúng những gì lâu nay. Tập đoàn bè lũ tay sai, nghe tên chi đại sợ bay cả hồn. Mọi việc hai tháng đã hơn, Làng Bằm họ Võ vẫn còn ung dung. Thâm quyền đâu người đợi trông, mau mau vào cuộc đừng bưng biết hoài. Đa đẹp còn lại có tài, phận là nhí nữ kém trai bao giờ. Dẫu bao sóng gió biển khơi, con tàu vững lái chẳng lùi hiểm nguy. Phương Hằng uy dũng quản chi, hướng tâm phát thiện tử bị khôn lường. Quý hàng hữu dành cô nhi, mổ tim giúp trẻ cần trí bạc tiền. Phương Hằng người gọi cô tiên, vạch trần tội ác chính thẳng Hoàng Yên. Kẻ thương thì bảo có duyên, có người lại ví bảo thanh thiên Phương Hằng. Giúp người khốn khó gian nan, một mình trông chọi bố ngạn lâu la. Đệ tử Yên Đào tạo ra, bảy miếu lập kế thật là nhẫn tâm. Nếu không có Nguyễn Phương Hằng, bao nhiêu ẩn khúc nỗi oán ai tưởng. Chưa bệnh thì có khỏi đâu, một lời án ủi cũng không bao giờ. Còn đâu ánh mắt tuổi thơ, còn đâu tiếng mẹ lời ru ngọt ngào. Không còn giây phút bên nhau, còn trắng nước mắt đêm thâu quặn lòng. Người mất con kẻ mất chồng, tàn thương chất ngất thấy không hơi trời. Tán gia bại sàn cuộc đời, cũng vì họ Võ Làng Băm hại người. Đại Nam chính nghĩa giúp đời, quyết đem cả bọn vào nơi ngục tù. Bao nhiêu nhân chứng cung tử, tập đoàn lừa đảo bây giờ chạy đâu. Làng Băm bày kế thâm sâu, Phương Hằng vạch mặt từ đầu đến đuôi. Tuy thưa nhưng cũng lưỡi trời, làm sao mà thoát con người vô tâm. Bảo thanh thiên bảo Phương Hằng, như vầng trăng sáng đêm rằm rọi soi, giúp đỡ khắp chốn mọi nơi, lấy về công lý an vui cho người. Nụ cười luôn nở trên môi, dấu đanh thép cũng sáng ngời làm sao. Lúc sang sàng lúc ngọt ngào, đôi con mắt ướt làm sao xuyến lòng. Bây giờ kẻ đợi người trông, lại chiếm trực tiếp tập đoàn Đại Nam. Bây giờ là Võ nằm yên, chờ ngày phán xét lộ nguyên hiện hình. Phương Hằng chính nghĩa cao minh, giúp đời từ thiện lẫn tình nước non. Dẫu bao nguy hiểm khôn lường, một lời nàng hứa tận cùng mới thôi. Phải chăng nước mắt của người nghèo hèn đôi khổ mới ngồi khóc đâu, hoặc là đau đớn trong đầu, người giàu cũng khóc đớn đau hơn nhiều. Có khi làm tốt đủ điều, vì tài giỏi quá có nhiều người ghen. Làm giàu chân chính bị đem ra soi bói, tiền đâu mà nhiều.
đi làm từ thiện lại kêu, cho rằng giả dối nhiều điều không hay. Muốn cho người tránh xa lệnh, xuống hầm xuống hố la lên cứu người, để sau khỏi bị chết tươi dưới bàn tay quỷ kéo dài nhiều năm. Vậy mà bao kẻ nhân tâm im hơi lặng tiếng, nín thinh tới cùng, không ai lên tiếng cùng chung để mà diệt tận những gì xấu xa. Như chưa có chuyện xảy ra, chỉ cần lời nói nào mà lỡ ngôn là nhào vô đám hết hồn, quyết ăn thua đủ cho quên điều gì. Mọi người hãy nghĩ lại đi, còn nên thương xót cho người tốt không? Khi lòng tốt bị phụ lòng, có gì đau đớn hơn là thế không? Khóc cho vơi nhẹ nỗi lòng, người giàu cũng phải khóc ròng đớn đau. Có lẽ ai cũng biết người phụ nữ này vừa có tài vừa thẳng, thẳng trong lời nói, thẳng trong việc làm. Vì quá thẳng nên có khá nhiều người không thích, nhưng người đàn bà này đã nói lên sự thật, mà sự thật là những thứ trần truồng đau khổ, cho chúng ta biết về một người được gọi là cái tên thần y, về bộ mặt thật của họ. Nhưng người phụ nữ này được gì? Chả được gì cả ngoài hai chữ sự thật và đau khổ. Sự thật là để mọi người biết được bộ mặt tử bi và sự khiêm nhường đó là gì. Đau khổ là bị những người hơi hợt sút phạt chỉ trích. Nếu như người phụ nữ này không dũng cảm nói ra, thì còn bao nhiêu người nữa bị lừa bởi thần đi lừa Hoàng Yên. Người phụ nữ ấy mạnh mẽ đã khóc và muốn buông xuôi để cho giả dối lừa đảo tiếp tục diễn biến. Tôi cũng chỉ biết chúc cho bà mạnh mẽ và thật nhiều sức khỏe mà thôi. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Phạm Tuyên xin chào tạm biệt. Thân ái.